Trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, chỉ một năm nữa là đúng nửa thế kỷ đánh dấu sự kiện tháng 4 năm 1975 khi mà nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam bị hủy diệt bởi sự xâm lược nhuộm đỏ của Cộng sản Hà Nội với sự tiếp tay của Cộng sản quốc tế là Tàu và Liên Xô. Ghi và nhớ lại những sự đổi đời của người dân miền Nam trong video này để thế hệ con cháu hình dung được sự kiện mà Cộng sản Hà Nội thường rêu rao là giải phóng miền Nam và đổi đời để rồi sống với một thể chế độc đảng độc tài như thế nào trong những ngày miền Nam Việt Nam bị giải phóng. Mạng tối sáng cuộc đời, buồn chuyện của một thời. Nội dung như sau. Thằng bạn Việt Kiều mới đây gửi mail cho tôi: Sài Gòn dạo này còn nhiều xích lô không? Cứ đến những ngày tháng tư này, tao lại nhớ đến xích lô. Bây giờ mày chạy hai bánh nổi không? Chạy bánh ở đây là nghiêng xe giữ thăng bằng, thì xích lô ba bánh có thể chạy bằng hai bánh. Tên Việt Kiều này có thể là đồng nghiệp xích lô của tôi. Nó đang theo học băng triết thì Đức Phim sau 75, mọi ngành học bên văn khoa trừ ngoại ngữ đều có vấn đề, môn triết lại càng có vấn đề nhiều hơn nữa. Nó phải bỏ học, sống lông bông đủ kiểu. Tôi theo ngành khoa học nên được chiếu cố, cứ học nốt những môn còn thiếu, ra trường và làm việc tại một trung tâm nghiên cứu. Một buổi chiều nó cũng vào tháng tư như thế này, lang thang ngoài phố, tình cờ gặp nó đang đạp xích lô, tay bắt mặt bực. Y ra hiệu cho tôi bước lên xe, chở thẳng ra quán nhậu lề đường. Chén thuộc, chén tạc, đời xích lô, lắm chuyện ly kỳ bụi bặm. Y nói, tao mướn xe tháng, xài không hết công suất, chiều tối hay sáng sớm gì đó khi nào rảnh, mày lấy xe tao chạy kiếm thêm tiền. Ta chưa thử xích lô lần nào, có dễ chạy không? Không khó lắm. Nói vậy thì cũng hơi ngần ngừ. Ngoài giờ làm việc cho cơ quan nghiên cứu, tôi còn dạy kèm luyện thi đại học, cũng kiếm thêm được chút đỉnh, đủ nhậu lai rai. Một bà bước đến bên bàn nhậu hỏi, xích lô, có đi không? Nghỉ rồi gì ạ? Thằng bạn lắc đầu. Vài ly rượu đủ làm tôi bốc lên. Để cho tao ngồi đó chờ một chút, tôi quay qua bà khách. Gì đi đâu? Hình như tôi có khiếu đạp xích lô. Chẳng cần tập tành gì cả, mọi thứ đều an toàn trót lọt. Nửa tiếng sau, tôi trở lại quán rượu, đặt số tiền cuốc xe đầu tiên lên bàn, cười sảng khoái. 5:30 chiều mai tao ghé nhà mày lấy xe. Những năm sau 75, mọi thứ đều đổi đời. Leo lên chiếc xích lô, tôi cũng phải ăn mặc và ứng xử như một người đạp xích lô thứ thiệt. Sắn cao ống quần chân phải để khỏi bị xích xe nghiến nát, kẻo tai nạn dập mặt cũng không chừng. Nhưng điều quan trọng là phải đội nón. Tránh nắng là cái chuyện nhỏ, mà tránh gặp người quen mới là chuyện lớn. Thành phố Sài Gòn đông người mà ngõ hẹp, không ít lần tôi đã đụng phải học trò, đồng nghiệp, thậm chí cả bạn gái ngoắc xe. Đời lắm nỗi quái quăng. Có lần tôi chở hai bà khách, mà trọng lượng của cả hai chắc cũng trên tạ rưỡi. Trời nắng, dốc cầu Thị Nghè dài chỉ vô tận. Tôi chợt thấm thía câu thơ của Cao Bá Quát: Trời nắng chang chang người trói người. Trời ơi, hai bà khách vẫn vô tư cười nói, sao không xuống xe đi bộ một quãng cho mình đỡ khổ. Chứ dù thế nào, có Chúa làm chứng, tôi đã tận lực làm tròn nhiệm vụ của thằng đạp xích lô. Dốc mỗi lúc mỗi cao, lực bốc tòng tông. Tôi không còn ghì nổi tay lái, chiếc xe đổ nhào về phía trước. Đôi khi, con người cũng nên biết lắng nghe những lời chửi rủa mà lại tưởng như là đang nghe nhạc trữ tình. Cuộc đời
nhờ đó mà sẽ đỡ khổ hơn chăng? Một trường hợp khác, tôi chở một bà khách ăn mặc quý phái, túi da dòng vàng, son phấn sáng rực, thỏa thuận địa điểm và giá cả xong, tôi khởi hành. Dù giá hơi hẻo, nhưng chở một người thì sẽ cân bằng, dễ chịu hơn là đi xe trống. Khi tới nơi, bà khách nói đi xích tới nữa, sắp tới và tới nữa, cũng cả hơn 2 cây số. Đến đây thì tôi hiểu là mình bị lừa vặt. Tôi dừng xe lại và lịch sự mời bà khách xuống. Bà sừng sộ: mày là thằng đạp xích lô chứ là cái thá gì mà đòi nói bà xuống. Tôi nổi nóng nhảy xuống xe định ăn thua đủ, nhưng thoáng thấy quần mình đang mặc ống thấp ống cao. Trong nháy mắt, tôi chợt nhận đúng thân phận mình, chỉ là thằng đạp xích lô. Tôi xua tay: tặng bà cuốc xe đó. Rồi lên xe đạp thẳng, còn kịp nghe tiếng nguyết theo: xí, nghèo mà còn lập phách. Những năm cuối thập niên 70, đầu 80, chẳng ai sống bằng lương của nhà nước nổi. Lương kỹ sư thì khoảng 73 đồng, nhu yếu phẩm gạo 13 kg, đường nửa ký, thịt mỡ 0,6 kg, được mua hết theo giá chính thức. Cũng phải kể là đàn ông được mua thêm 3 gói thuốc đen, phụ nữ thì vài thước giải mùng. Mấy thứ này nó ngốn hơn nửa tiền lương rồi. Còn giá thị trường đại khái như thế này: 3 đồng tô phở bình dân, 3 đồng xì rượu hạng bét, 0,5 đồng một ly cà phê bắp, chân chân. Mức sống tiêu chuẩn của cán bộ kỹ thuật là thế. Còn dân thường hầu như phải vật lộn theo giá thị trường. Sổ gạo khi có khi không, chen lấn, khoai mì, bo bo, hàng độn đủ thứ. Vậy mà thiên hạ vẫn sống, vẫn lê quay kiếm cái gì đó để ăn, để tồn tại. Sức đề kháng của con người để sinh tồn trong nhiều trường hợp thật không tưởng tượng nổi. Sau này tôi mới hiểu là vì sao mấy ông tù cải tạo phải chờ thả về nhà thì lại mới chịu đổ bệnh. La cà trong giới xích lô mới biết rằng không ít người trí thức cũ đã chọn con đường mưu sinh này. Khá bộn, cái gọi là ngụy quân ngụy quyền cũng tham gia vào nghề này. Họ khó có chọn lựa nào khác, ai thì cũng tìm cách che giấu thân phận. Nhưng phát hiện ra nhau thì không phải là điều khó. Lúc ế độ không có khách, tấp vào bóng mát nào đó, nằm khểnh ở trên xe đọc sách. Tri thức vẫn là một nhu cầu ngoài chuyện ăn uống. Tôi biết có nhiều nhà giáo sau 75 bỏ nghề để đi hớt tóc dạo, bán thuốc lá lẻ, sửa giày dép, chân chân. Tôi hỏi một vị: bộ không được lưu dụng hay sao mà bỏ nghề giáo vậy? Làm nghề này chi cho cực. Không, tôi tự nguyện mất dạy, tôi thà mất dạy. Ông cựu giáo chức cười méo miệng. Tôi không hỏi thêm nữa, sợ ông buộc. Có một nghề mà mấy ông cựu thầy giáo rất thích, đó là nghề bơm mực, bởi nó dính dáng tới văn phòng tứ bảo, nó cũng gần gần với cái nghiệp năm xưa của mấy ổng. Tôi xin mở ngoặc một chút để các bạn trẻ có thể hình dung về cái nghề lỗi thời này. Bút bi mà các bạn đang dùng sẽ mực thì vứt đi, còn sau 75 bút bi thuộc loại quý giá và là hàng dễ hỏng. Bút nào mà xài được tới hết mực được xem là hàng chất lượng cao. Xài hết thì mang ra ngoài đường bơm mực xài tiếp. Nói bút dởm mà không nói tới giấy dởm thì có vẻ hơi thiếu. Giấy dạng khè còn lợm cợm, những bã rơm rạ nghiệt chưa kỹ, đè bút mạnh tay một chút để ra chữ, có khi là văng cả bi ra ngoài. Tôi còn lưu giữ khoảng vài trăm trang giấy như thế, là các báo cáo và bản dịch tài liệu kỹ thuật. Đôi lúc ngậm ngùi nhìn lại bút tích của chính mình, quả quá là một thời kiên nhẫn không cần thiết. Không phải khách đi xích lô nào cũng hãm tài như tôi vừa kể ở trên. Khách đàn ông ấy dễ chịu hơn,
ích kỳ kèo. Khách di động thì miễn trả giá, cỡ nào tôi cũng chạy. Có khách lên xe buông một câu: anh chở tôi đi đâu loanh quanh cũng được, đi đủ 2 tiếng đồng hồ. Thời buổi đó, lên voi, xuống chó, tình người đẩy đưa, tình đời đen bạc, tâm tư chất chứa đủ chuyện. Người khách im lặng suốt khuất xe, tôi chở khách, chở luôn nỗi buồn thời cuộc của họ. Buổi sáng chủ nhật, tôi chở bà khách từ chợ An Đông, bà bao xe nguyên ngày, đi nhiều nơi trong Sài Gòn. Mỗi nơi, bà đi vào khoảng nửa tiếng, rồi trở ra đi tiếp. Đi kiểu này thì khỏe, tôi khỏi tốn công cảo xe lòng vòng kiếm khách. Tới nơi, khách đi công chuyện của khách, tôi ngã người lên xe nằm chờ và lấy sách ra đọc. Chặng cuối cùng, bà yêu cầu đi ra bến xe miền Tây để đón xe đò rạch giá. Có vẻ như đã xong công việc, bà khách ngồi ở trên xe vui vẻ bắt chuyện. Anh đạp xích lô lâu chưa? Chừng vài tháng. Tôi thấy anh đâu có dáng đạp xích lô, mặt mũi như thế thì phải là người có ăn học. Tôi đang kiếm sống bằng nghề đạp xích lô mà. Ban nãy tôi thoáng thấy anh đọc truyện tiếng Anh quyển gì? À, Sixteen Secret Storm from Spy Closet. Bà khách này đáo để quá. Tôi im lặng hồi lâu. Sao anh không đi? Đi đâu? Tôi giờ ngớ ngẩn. Ở đây khó sống, bên kia còn thấy tương lai. Tôi bên xe, bạch trả tôi gấp đôi số tiền thỏa thuận. Bộ anh không muốn đi thật sao? Tôi hờ lờ mờ hiểu ra cái công việc của bà sáng nay. Tôi có hoàn cảnh riêng, chúc chị đi bình an. Đi vài bước, bà khách chợt quay lại, rút ra trong túi xách quyển sách. Anh cầm cuốn này mà đọc. Tôi chưa kịp cảm ơn bậc thì bà đã quầy quả đi ngay vào bến. Đó là tiểu thuyết Nhịp cầu trên sông Trina của Ivo Andrić. 6 tháng đạp xích lô, tôi hiểu ra được nhiều mảng đời, nhiều số phận. Cuộc sống đảo điên và kỳ lạ, một chút tàn nhẫn, một chút thánh thiện, không đơn giản như những gì tôi chui mũi trong phòng thí nghiệm. Trong những ngày gian khổ đó, bên cạnh những mảng tối, vẫn còn đâu đó vài điểm coi được. Thèm miếng thịt, thèm lắm. Vậy mà để thịt trong mâm cơm nhiều khi còn đầy, người này lại nhường người nọ, không ai nỡ gấp. Tuổi trẻ thời nay không hình dung nổi cái chuyện lẻ tẻ đó. Thế hệ A cộng là phải nhanh như điện xẹt, là yêu cuồng sống dội. Đối với họ, cuộc sống là hưởng thụ, là đề cao cá nhân, là ứng xử bày đàn. Chia sẻ cái gu ăn chơi thì được, chứ chia sẻ tấm lòng thì hơi khó. Thanh niên thiếu nữ giành giật ở hội chợ hoa Hà Nội năm nào chẳng phải là điều đáng suy nghĩ hay sao? Hay chỉ cách đây vài hôm, báo chí đưa tin cả ngàn fan nữ thảng thốt vì vẻ đẹp của một ngôi sao Hàn Quốc. Cũng chả trách bọn trẻ được, một khi triết lý giáo dục đã không xem con người là cứu cánh, mà chỉ xem con người là phương tiện cho mục tiêu nào đó. Còn biết bao chuyện để nói, tóc bạc rồi, không nói bây giờ thì lúc nào sẽ nói đây? Và nói để ai nghe chứ? Bọn trẻ không chừng vừa nghe vừa bấm Facebook, Twitter, hờ hững với quá khứ. Nói ra không phải để than vãn một thời khổ cực, mà đâu chỉ có chuyện cơm áo gạo tiền mới làm mình khổ cực. Còn nhiều thứ khổ khác nữa, khổ tinh thần thì đến giờ nó vẫn còn phải chịu đựng. Tôi nhớ câu nói của một người bạn đã khuất núi: nghèo thì ăn bắp ăn khoai cũng chịu được, nhưng chịu nhục thì không. Coi đặt ra là có cách nào khác không? Quyển tiểu thuyết bà khách để lại, chiếc cầu trên sông Trina được xây từ thế kỷ thứ 16, nối liền Bosnia
và Serbia. Khi đó Nam Tư còn thuộc đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Viên tể tướng của đế quốc lại mang dòng máu Nam Tư để cho xây chiếc cầu bắc ngang dòng sông ngăn cách đó. Máu và nước mắt, thù hận và nhẫn tâm. Biết bao biến cố xảy ra chung quanh cây cầu trải dài suốt 400 năm. Từ chiến tranh, bệnh dịch, cho đến cái chết của một thiếu nữ lao mình xuống sông Trina vào ngày hôn lễ. Hay tâm tư của chủ quán già Lotika ê chề vì tình đời bạc bẽo. Rồi chiếc cầu cũng đến ngày kết thúc số phận của nó. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, số phận của chiếc cầu và số phận con người 400 năm có phải là giấc mộng chăng? Thằng bạn xin lô bỏ đi từ thập niên 80. Từ đó chưa một lần trở về Việt Nam. Ra nước ngoài, nó đi học lại và trở thành chuyên viên máy tính, bỏ lại sau lưng một thời mưa gió và lý sự cùng về triết học hiện sinh. Nhưng một thời xích lô chưa đến nỗi quên, mặc dù có thể nó không hình dung nổi. Xích lô ở Sài Gòn lúc này được trang hoàng lộng lẫy như xe hoa để chở khách du lịch Tây. Người Đà Lạt nói 3 chiều 9 chiều, nghĩa là 3 chiều mưa, qua đến chiều thứ tư vẫn còn mưa thì sẽ mưa thêm 5 buổi chiều nữa. Đà Lạt lúc này đang mưa đến chiều thứ ba rồi, và có lẽ trong những ngày cuối tháng tư này mai sẽ còn mưa nữa. Mưa cho đủ 9 chiều có khác gì cửu hội trường 9 chiều quặng đao chứ? Tôi nhìn ra sân vườn, mưa vẫn rơi rả rích. Mưa rơi trên khóm trúc sát bên cửa sổ, mưa rơi từng giọt một, chẳng vội vàng gì. Vậy là 38 năm đã trôi qua. Rồi có chuyện 400 năm chiếc cầu trên sông Trina, và còn biết bao chuyện của một thời chưa nói hết. Buồn. Thưa quý vị, và một câu chuyện khác, trăm trăm nỗi khổ như sau. Các quán nhậu ở vỉa hè dọc kênh Nhiêu Lộc dạo này nhiều người hát sông, cũng âm ly, loa, micro không dây, nhạc đệm. Họ chỉ hát toàn nhạc xưa, nhạc sến, với điệu rumba, bolero, nghe tưởng như đồng hồ đếm ngược. Lần trước về Sài Gòn, tôi đã ngồi quán vỉa hè, nghe những bài ca vỉa hè như thế, lặng cả người. Buồn và hồn không thênh, thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng, đêm nào quen một người, mà yêu thương, trót trao nhau trọn lời. Chân, năm 75, là ngã rẽ của đời người, bạn bè, người thành danh, đứa bập dập. Và cho dù có ở phương trời nào, Tây hay ta, nỗi khổ dẫn theo số mệnh mà đến. Tôi chợt nhớ những ngày 6 tháng 4 75. Đám bạn bỗng nhiên làm đám cưới chớp nhoáng, lấy vợ lấy chồng để đối phó với thời cuộc, rồi vội vã tìm được vượt biên. Có đứa vượt qua biên giới, nhưng cũng có đứa về bên kia biên giới. Những người ở lại tưởng họ đã đến bến bờ thiên đường. Bước lên tàu là ngàn khơi sóng dỗ, không phải là chuyến xe Sài Gòn Đà Lạt. Có khi hạ bá mời xuống chơi, có khi tủi nhục trên đường vượt biển. Phần còn lại là may mắn. Mà có may mắn lọt vào xứ người thì cũng chưa hết. Cô bạn tôi cao chưa quá thước rưỡi, với tay đưa khe bánh vào ngăn, trượt chân, u đầu sứt tráng, quên cả đau, vội vàng lượm bánh xếp lại vào khay. Bà xếp tay mắng, xứ này không có ăn dơ như thế. Cũng có người đi làm neo, tiền tươi thóc thật dồn hết cho con ăn học, hy sinh đời bố củng cố đời con. Hiểu sát nghĩa đen là đây, là mồ hôi trộn nước mắt. Tiền gửi về nhà, người thân trong nước tưởng đâu bên đó kiếm tiền dễ như ăn cơm sườn, xin thêm thứ này thứ nọ.
Có biết đâu, đó là tiền chắc chiêu, có khi là tiền thí mạng, không mua bảo hiểm y tế. Nhưng cũng có người kiên nhẫn, vừa làm vừa học, thành danh nơi xứ người. Nhưng cho dù thế nào nơi xứ người, vẫn còn ít nhiều cơ hội, có chịu nắm hay không mà thôi. Những năm sau 75, đói khổ và ê chề thấy rõ. Giáo sư, bác sĩ, ông này bà nọ, xuống đường ra chợ trời hết. Người đạp xích lô, chạy xe ôm, người bơm mực bút bi, bán bún riêu, bán hàng lạc son vân vân. Lanh hơn thì buôn hột xoà đổi đô la. Năm 78, tôi gặp một phụ nữ ăn mặc lam lũ nhưng đẹp, quý phái, không quá 30. Trên chuyến tàu chợ, chị kéo lê hai bao than ra gần cửa tàu, ngước mắt nhìn tôi, nói như năn nỉ. Lát nữa gần đến ga Bình Triệu, anh làm ơn đạp giùm tôi hai bao than này xuống. Chị buôn lậu than, đến ga đó sẽ bị tịch thu. Đôi mắt chị buồn và nhẫn nhục quá. Là tôi nhớ đến đôi mắt của bà mẹ trong một tác phẩm của C.V. Churchill. Cảnh sát bắt bà mẹ vào bót để tra hỏi nơi ẩn nấp của con bà. Churchill đã mô tả đôi mắt của bà cũng buồn và nhẫn nhục như thế. Có lần đi chơi khuya, tôi gặp Bùi Giáng ở ngã ba Trần Quang Diệu, Trương Minh Dạng, ăn mặc chắp vá màu mè như phượng tuồng, cầm cây chổi cùng múa may chặn đầu xe tôi lại. Cho trẫm điếu thuốc, hoàng thượng đã chiếu cố xin thuốc dân đen thì dân nào dám cãi. Tôi rút điếu thuốc và cung kính châm lửa cho hoàng thượng. Ngài rít một hơi rồi phẩy tay cho lui. Lui rồi ngoái cổ lại thấy hoàng thượng tiếp tục búa chổi đi quyền. Bùi Giáng đã có mầm mống bất thường từ trước rồi, sau 75 nặng hơn, lang thang khắp chốn. Cái điên của Bùi Giáng thật hay giả cũng khó biết. Mất trí chứ ông vậy mà hay. Ý thức buồn vui làm chi cho khổ chứ. Mà Sài Gòn lúc đó sao lắm người điên thế. Cũng không phải điên, họ có phá phách gì ai đâu. Tôi thường gặp vài ông ăn mặc lịch sự lắm, áo sơ mi trong quần. Có ông còn đeo cà vạt, đi đi lại lại ở khu Lê Công Kiều, nơi bán sách cũ. Vừa đi vừa khua tay lảm nhảm, rồi lại gật gù, nào là Marx, Hegel, Mourier, Sartre. Người bạn tôi qua được tới bên bờ, vừa làm vừa học, gửi về cho tôi thùng hoài chừng 1,5 kg, kèm bức thư ngắn: gửi mày mấy hộp thuốc tây bán đi mà la rai, còn lọ nhỏ để uống đừng bán, thuốc an thần đó. Tâm thần phải chăng là lối thoát cho con người, với thực tại quá phũ phàng chăng? Đời trăm nghìn nhánh khổ, nhánh nào cho người, nhánh nào cho mình. Năm 75 là ngã rẽ của đời người. Bạn bè người thành danh, đứa bầm dập, và cho dù có phương trời nào, tây hay ta, nỗi khổ vẫn theo số mệnh mà đến. Giờ đây, đứa nào cũng chạm tay vào buổi hoàng hôn cuộc đời rồi. Tháng tư, tháng tư, tôi thắp ngọn nến trong lòng, thoảng trong mùi hương ngọc lan. Tôi hát theo, hát thầm, hát nghe được ở quán rượu. Cuộc đời là hư vô, buôn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Người viết Vũ Thế Thành, thưa quý vị.